Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Hey yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense nha. Thì hôm nay tựa game ta đã update này mà sau khoảng một ngày delay, một ngày một tiếng delay đúng thì chúng ta đã có được cái bản update ngày hôm nay. Bản update ngày hôm nay thì nó sẽ có rất là nhiều con mới, nhưng mà trong đó thì sẽ có hai con khá là quan trọng. Đó là con Titan Tuấn Khỉ với lại là con Titan Tuấn Khỉ là Zeke, là con Eren 6 sao anh em ạ. Eren 6 sao thì anh em cần phải gọi là thứ nhất là anh em có thể roll, hoặc là thứ hai là anh em có thể gọi là up từ cái con Eren 5 sao lên cũng được anh em ạ. Nguyên liệu up của nó thì cũng khá là đơn giản thôi, anh em cần 6 con Eren 5 sao và thêm một ít cái con Titan nguyên liệu, thêm hai con Titan búa chiến nữa là anh em có thể nâng cấp lên được. Thì hôm nay mình sẽ review con Titan, nói chung là con Titan của hàng Eren, là con của hàng Tuấn Khỉ nữa nha anh em. Tại hai con này nó phải đi chung với nhau thì nó mới có thể kích hoạt được tuyệt chiêu Gung Chấn siêu mạnh của nó anh em ạ. Rồi thì để kết hợp tuyệt chiêu như thế nào và tuyệt chiêu nó có mạnh hay không thì chúng ta cùng bắt đầu video nhé. Bạn cần một dịch vụ kèo hơi, một nơi bán Robux uy tín, hãy đến ngay shop Roblox.vn, nơi bán Robux rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 Robux. Đến ngay shop Roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi anh em ạ, thì mình đã vào cái phần training này để mình review cho nó gọn nha anh em. Thì cá nhân mình là cũng đã có con Eren cũng như là cái con Tuấn Khỉ trong người trong mạc mình rồi, nhưng mà con Eren mà là con Eren 5 sao nên mình không review cho anh em được. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng đặt cái con Eren ra cho anh em coi thử coi là Eren nó như nào nha anh em. Thì trước tiên thì Eren này thì nó không đến từ Nhật nha anh em. Eren của chúng ta thì sẽ đến từ Malaysia tại vì anh ta có mặc quần anh em ạ. Rồi thì động tác đánh của anh ta cũng khá đơn giản thôi, anh ta sẽ nhảy lên và dập dập mấy con quái AoE chảo khá là bình thường, và cái rank thì rộng, rank của anh ta sẽ lên đến là đâu anh em có thấy là 70 mấy rank đó anh em, khá là xịn, 75 rank khá là xịn. Rồi nhưng mà cái điểm đặc biệt của Eren này thì chắc chắn là không phải nằm ở cái phần mà phòng thủ này anh em ạ. Anh em sẽ trông chờ rồi là triệu hồi Titan các kiểu, nên là thôi mình sẽ gọi là tua nhanh một tí về cái đạn này nha anh em. Mình chỉ đọc đam với lại số tiền update cho anh em coi thôi. Con của mình là con level 1 nên là sẽ gọi là cho anh em được cái chỉ số mà cơ bản của nó. Rồi thì up cấp đầu tiên 4.000 đam, 4.000 tiền với cái lượng đam là khoảng 7.000 năm. Tiếp theo là 4.000 tiền, lượng đam thì cũng tương tự như vậy. Tiếp theo là sẽ là 4.000 tiền và cộng thêm là 7.000 đam, 10 rank. Rồi, hãy cùng coi thử coi là cái động tác đánh của anh ta sẽ thay đổi như thế nào nha anh em. Thì trước tiên là anh em có thấy là không gì thay đổi nhiều lắm. Mình nhìn là hình như là đợi để tôi coi thử coi. AoE của anh ta sẽ bự lên thêm một chút nữa anh em ạ. À, trước tiên là chúng ta có thấy là AoE anh ta sẽ bự hơn một chút và anh ta sẽ gọi là chịu hòm một cái cột lên để tấn công cái thù. Rồi thì cũng gọi là bình thường thôi, không có gì đặc biệt đâu ha. Nên là chúng ta sẽ gọi là tua nhanh thêm cái đạn update nữa. Anh ta có khá là nhiều update nên là chúng ta sẽ cần phải gọi là mình sẽ review nhanh cho anh em coi có hoạt ảnh cũng như là những cái này thôi, tại vì con Eren này nó sẽ còn rất là nhiều cái đặc biệt ở ngoài sau. Hồi nãy mình phải ngồi test khá là lâu nên mình mới ra được cái video này anh em ạ, để cho đỡ test mà. Nãy vô cái farming á anh em, rồi xong mình chịu hồi không được mấy con Titan mình hơi nóng xíu là mình sẽ review con này nhanh nhé. Rồi, cấp tiếp theo sẽ cộng thêm 7.000 đam với cái lượng tiền là cũng tương tự như vậy, khoảng 4.000 mấy 4.000 mấy tiền. Cấp tiếp theo sẽ gọi là tăng cho chúng ta thêm 5 rank, tăng cho chúng ta thêm 7.000 đam và lượng tiền tốn là đâu 4.000 năm, và nó sẽ gọi là có được cái cột khổng lồ hơn. Đấy, và đúng là khổng lồ hơn thật anh em ạ. À, anh em có thấy được là cái AoE của nó đã to khoảng gấp gấp khá là nhiều lần anh em. Nó đã to hơn rất là nhiều anh em ạ. À, và bây giờ thì cái AoE của nó phải nói là to là sắp xỉ, cái này là nếu mà nói sắp xỉ con Naruto là sổ lộn anh em, cái này to hơn Naruto nữa anh em ạ. À, rồi thì nó đã ổn hơn rất nhiều anh em. À, nếu mà nâng cấp thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ được thêm 7.000 đam, với cái lượng mà đam này chắc là mình sẽ đọc sơ cho anh em thôi, được khoảng 8.000 đam đi, 5.000 8.000 đam. Cấp tiếp theo sẽ là cho chúng ta một cái tuyệt chiêu, đó chính là cái tuyệt chiêu mà mình nói, nhưng mà đây mình sẽ cho anh em coi nha. Tuyệt chiêu này sẽ là kiểu như là triệu hồi mấy con Titan ra hỗ trợ, nhưng mà nếu mà anh em bấm nè đó, nếu mà anh em bấm một mình thì sẽ chả có gì nó xuất hiện hết anh em ạ. À, nó sẽ không có cái chuyện gì xuất hiện hết đây, không có Titan triệu hồi, không có được tăng đam, con này nó không có thay đổi hết. Đó là do là mình đã nói rồi, con Eren này anh em nó sẽ cần con Titan Tuấn Khỉ cho anh em ạ. À, mà thôi tí tí chúng ta sẽ gọi là coi tiếp anh em. Bây giờ hãy cùng coi những cái lần nâng cấp của nó như nào nha. Cấp tiếp theo là cộng thêm 5k, rồi cấp những cái cấp gần cuối này nó sẽ cộng khá là nhiều đam nè. Đây anh em cần phải lưu ý nha, cấp tiếp theo sẽ cộng cho anh em là năm đo cộng cho anh em là 120.000 đam với cái lượng tiền tốn là 500k. Cấp tiếp theo sẽ cho anh em thêm 200.000 đam với cái lượng tiền tốn là 700k, và cấp cuối cùng cho anh em là 300k đam với cái lượng tiền tiêu tốn lên đến là 900.000. Rồi tổng thể thì con này sẽ tốn của chúng ta là khoảng 2 triệu tiền, 2 triệu mốt tiền thì đúng hơn. Đó, cho chúng ta được một cái con Eren với cái lượng đam là 800 gần 700k đam.
ở cái level 1 và cho chúng ta 90 rank. AoE thì chảo to hơn con Naoto và tốc đánh là 7,5 giây và nó có một tuyệt chiêu này mà. Rồi, bây giờ thì nếu mà muốn sử dụng tuyệt chiêu này thì chúng ta sẽ phải nhờ tới sự hỗ trợ của giáo sư Phách anh em ạ. Rồi, hãy giáo sư Phách hãy đặt cái con Jeke Tuấn Khỉ ra để chúng ta gọi là bắt đầu kết hợp tuyệt chiêu anh em. Thì mình sẽ xem cái con này đi, bởi cái tuyệt chiêu đó biến mất rồi anh em ạ. Tuấn Khỉ thì thằng em mình nó sẽ up max chấp cấp cho anh em coi nhanh nhé. Tuấn Khỉ này không có ốp gì hết, lượng đam của chúng ta là 24k, 8 giây đánh một lần và cái rank là 100 mấy. Cái con Tuấn Khỉ này bao nhiêu tiền nha, để cho thằng em mình nó nhắn tin lên cho anh em coi nhé, để coi thử coi là con Tuấn Khỉ tốn của chúng ta là bao nhiêu tiền anh em. Rồi, đợi tí anh em mình nó nhắn tin cho anh em coi. Con Tuấn Khỉ này nó quánh hơi bị máu chiếc anh em ạ, khoảng 12k tiền anh em. Rồi, và hiện tại là Tuấn Khỉ của thằng em mình nó đang gọi là biến thành con Titan này để nó tấn công anh em ạ. Rồi, thì sử dụng tuyệt chiêu đi. Thì khi mà con Tuấn Khỉ này sử dụng tuyệt chiêu, nó sẽ ra được những cái con mà Titan này. Mỗi một con sẽ cho chúng ta là 40.000 máu và nó sẽ kích hoạt được một cái hiệu ứng gọi là rất là xịn sò, đó là cái hiệu ứng mà kiểu cái hiệu ứng gì đó nói chung là cần thiết cho cái con này. Thôi bây giờ sẽ sử dụng cái tuyệt chiêu này nha anh em. Rồi, thì khi mà sử dụng cái tuyệt chiêu này, Eden chúng ta sẽ bị rớt cái đầu xuống anh em ạ. Bà mẹ nó cái này nó không rớt cái đầu xuống tới cái này, tại hai mình đứng gần Tuấn Khỉ quá nó không có rớt cái đầu xuống cho anh em coi được. Thì tí mình sẽ cho anh em coi là cảnh rớt cái đầu nha anh em. Thì khi mà rớt cái đầu xuống, những cái con Titan sẽ xuất hiện ra và càn quét kẻ thù. Những cái con quái nào mà bị con Titan này lướt ngang qua thì nó sẽ bị chết nha anh em. Rồi, bây giờ thì bây giờ nếu mà chúng ta để mấy con quái như thế này thì nó rất là yếu, anh em sẽ không thể coi được cái lượng đam mà khổng lồ của nó. Do là tôi nghĩ là tôi sẽ để tôi bật cái này lên, máu hiện tại là mới có 1 triệu mấy thôi anh em, để chúng ta tăng nhanh cái lượng máu lên tiếng anh em. Mình sẽ up cái lượng máu này lên khoảng là 5 triệu để cho anh em coi thử coi là cái con này đánh như thế nào. Đồng thời mình sẽ giảm cái tốc đánh giảm cái tốc độ chạy của mày này xuống, chắc không cần giảm đâu. Đâu, up con này lên 5 triệu máu anh em. Đây, click chuột nhanh mình click cho nó gọn anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ được 5 triệu máu một con. Giờ cái cho một đi một đường thôi, không thôi nó đi mệt lắm anh em ạ. Rồi, bây giờ chúng ta đã xong nha anh em, mình sẽ rút cái con Eren này xuống dưới một tí, tại vì bây giờ chúng ta sẽ không có cần mà coi này đâu, chúng ta chỉ cần coi cái đàn nãy lướt thôi. Thì anh em có thể sử dụng cái con tứ khỉ ở đâu cũng được anh em ạ, nó cũng sẽ cho chúng ta kích hoạt tuyệt chiêu thôi. Rồi, hãy một con Eren của tướng khỉ là sẽ cho chúng ta là 40.000 máu để mình coi, mình quýt đam thử coi nó được nhiều đam nha anh em. Để khoan mình, để mình nói chung mình cũng đi ngựa, mình úp mình test thử coi được mát bao nhiêu đam anh em. Đây, anh sử dụng như vậy thôi, đơn giản bút nhẹ thôi được rồi, bút nhẹ cái này lên, bút đây úp này lên đấy, và đâu thử sử dụng tuyệt chiêu của Tuấn Khỉ ngay đây thử coi là nó có cho con Titan nhiều máu hơn hay không nha anh em. Rồi thì sau khi mà anh em mình sử dụng tuyệt chiêu thì máu của những cái con này nó sẽ không nhiều hơn anh em. Bây giờ thì để mình spawn một vài con quái ra trước để cho nó cho anh em coi thử coi là cái lượng máu nó như thế nào. Đây 5 triệu máu nha anh em, mình sẽ úp cái con Titan này lên. Con Titan này chưa đánh được cái nào hết phải không? Đây ủa mấy con đây mấy con quái nó xuất hiện đây nè anh em. Đây khi mà chúng ta bấm cái tuyệt chiêu nè anh em, rớt cái đầu xuống, rớt vô thằng này lụm được cái đầu nè anh em, nó sẽ chịu hồi cái con này ra. Đây để cho anh em coi thử coi là cái tuyệt chiêu này nó có đam hay không. Tuyệt chiêu này thì anh em có thấy được là nó sẽ không có gây sát thương anh em. Đây hồi nãy là cái con mình mới đánh, mình bán con Eren luôn cho anh em coi nó dễ đó anh em. Đây cái tuyệt chiêu nó sẽ không gây sát thương, khi mà nó bị mấy con Titan này nó đi trúng thì mới gây được sát thương anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em coi cái đi chậm chậm này luôn. Rồi thì mình cũng quên nói anh em một điều là cái con Zeke anh em ạ, con Zeke thì cái số sao của nó là 5 sao, nhưng mà nó có cái điểm đặc biệt là nó có cái hệ nha anh em. Con Zeke này nó sẽ có cái hệ lá trong người nha anh em, và con Eren của mình thì nó cũng có hệ lá nha anh em ạ. Rồi bây giờ hãy cùng coi thử coi là cái con mà Titan này nó ủi thì kẻ thù nó sẽ như thế nào nha anh em. Đây đây là cái con chúng ta ủi nè anh em, một con thì sẽ cho chúng ta ủi 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 ủa sao gung trắng này đam kỹ ta, bà mẹ nó anh em có thấy được là nó có mất máu anh em ạ. Nó chỉ mất máu cái con đầu tiên thôi anh em. Đây nó sẽ mất máu cái con đầu tiên anh em, cái con thứ hai nó không mất máu nha anh em. Đây cái con đầu tiên nó chỉ còn là 5 triệu 8 máu thôi nè, và cái con mấy con ngoài sau nó vẫn còn 7 triệu máu nha anh em. Đây anh em có thấy, đây để mình làm chậm lên cho anh em coi, bà mẹ nó cay thật sự. Để mình boost đam lên cái, sao nó lại như vậy nhỉ, tại sao nhỉ. Nó mình cứ nghĩ là nó sẽ ngon hơn chứ. Đây mình mát boost thử coi nó như nào anh em. Nó mình cứ nghĩ là nó sẽ gọi là gây sát thương cho tất cả những cái con ở trên khu vực, nhưng mà nó chỉ gây sát thương cho một con thôi nha anh em. Mà mình cứ nghĩ nó sẽ ủi 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 quỷ diệt lắm chứ, mà không quỷ diệt như chúng ta nghĩ. Rồi hãy cùng đây để cho mình sẽ cho con Eren này nó quỷ diệt hết mấy cái này cái đã, rồi sau chúng ta sẽ sử dụng lại tuyệt chiêu anh em. Bây giờ mình sẽ spawn từng con đó, spawn hai con một lượt chậm thật là chậm cho anh em coi nó kỹ lưỡng nha anh em. Bà mẹ nó chỉ tấn công được một con duy nhất, cái con đi đầu thôi anh em. Cái con đầu tiên nó bị mất 2 triệu máu, còn lại mấy con kia nó không mất máu.
Bây giờ mình sẽ gọi là cho cái lượng máu nó tăng lên nữa để cho anh em dễ thấy được cái sự mà gọi là chênh lệch của nó. Mình sẽ spawn tốc độ chạy là 2. Spawn một con trước cho nó chạy lên cao cao trước, rồi sau đó chúng ta spawn thêm một con nữa. Con này mình sẽ chỉnh là tốc độ nó là 1 đi. Ok, spawn con này ra. Rồi, vậy là anh em đã thấy là cái khoảng cách nó là cũng nhiều đó anh em ạ. Con này 9 triệu máu. Rồi, sử dụng tuyệt chiêu đi em ơi. Đấy, sẵn này mình sẽ sử dụng cứng khỉ sử dụng tuyệt chiêu. Ok, nó sử dụng tuyệt chiêu rồi, mình sẽ rớt cái đầu xuống nữa, thêm một lần rớt cái đầu của Eren nữa, vậy là chúng ta đã rớt cái đầu của Eren 3 lần trong cái game này nha anh em. Rồi, mình hãy cùng coi cái lượng máu của con kia cái đi, rồi sau đó chúng ta hãy cùng làm chậm lên nè. Lượng máu của con này nó ngủm của tỏi chưa? 7 triệu máu, ổn anh em. Rồi, hãy cùng coi thử coi là cái con này của chúng ta nó sẽ mất bao nhiêu máu khi mà bị cái đàn Titan chúng ta ủi nha anh em. Nguyên cái đàn Titan nhìn như thôi chứ thì ra nó có một con à nha anh em, nó chỉ trúng được một con thôi nha anh em. Nhìn nó ngầu ngầu như thôi chứ không được mẹ cho nên là bán mấy con tướng khỉ luôn em ơi, bán mấy con tướng khỉ đi, nhìn nó chọi chọi khó chịu quá. Đây thì cái đàn Titan của chúng ta nó đang gọi là ủi lên nè anh em, nó chạy ủi 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 lên nè anh em, có thấy nè nguyên đàn này chúng con này cái nguyên đàn mình cũng có tỏi chân nè anh em. À không phải, nó rung chấn anh em ạ, nó đi nó nổ 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 anh em, nó máu nó rút liên tục anh em, nó cũng nhiều quá anh em. Ôi vậy là mình nãy mình lộn anh em ạ, cái chỗ đó hình như là cái chỗ kết thúc của anh em chứ không phải là, à cái chỗ gần đây là cái chỗ kết thúc này, anh em đó. Nó mất máu là nó mất máu theo lượt anh em ạ, tuôn 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 mất máu lượt, vậy là tính ra nó cũng nhiều quá ta. Đâu thử thử test lại coi anh em, bà mẹ gì nếu mà nó đi gần nhà mình thiệt là gần nhà luôn anh em thì chúng ta sẽ gây được cái lượng sát thương rất là nhiều ta. Rồi tuấn khỉ nữa, thêm một lần nữa nha anh em, chúng ta hãy cùng test lại cái tuyệt chiêu này thêm một lần nữa nha anh em. Đây vậy là mình nghĩ là mình sẽ nâng cái lượng máu của con này lên khoảng 10 triệu đi anh em, cho anh em dễ thấy đó. Vậy là đây đó, vậy là chúng ta có thể thấy được cái con tuấn khỉ là bán đi hả, bán đi mà nó chọn chết con kia nữa anh em. Rồi bây giờ hãy cùng coi thử coi là gung trắng nó sẽ gây sát thương như thế nào nha anh em. Đây nó máu nó mất từ từ nè anh em, nó mất khá là nhiều máu một tên nè, còn lại 1,5 triệu máu, nó rút rất là nhanh nha anh em. Khoan vậy mình coi con ở trên này có mất máu hay không. Con ở trên này không mất máu nha anh em, tức là cái đàn Titan nó đi lùa đến đâu thì cái chỗ đó nó sẽ mất máu nè, mà con này chưa mất máu nè em, nhưng mà khi mà nó bị cái đàn Titan ta đi gần nó sẽ bị mất máu từ từ nè anh em. Đây 7,9 triệu máu nè, nó sẽ rút, nó có rút hay không nhá, để coi gung trắng nó gung xa tới mức nào nha. Gung đi chứ. Rồi thì nó sẽ là 7,8 triệu máu, nó sẽ rút khoảng được 1 triệu máu rồi đó, tính là được, tôi thấy là được 1 triệu máu rồi đó. Tạm thời thì một lần gung trắng là được 2 triệu máu đó. 3 triệu không, 3 triệu máu không, nó rút một lần cũng được 3 triệu máu, khoảng khoảng tầm đó này, mà nó cũng rút khá là nhiều máu. Ủa sao mấy con Titan này nó đi, ủa Titan bị lậu hả ông nội, chào nó đi ngang qua cái con mình lướt ngang đời nhau vậy anh ta. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ test thêm một cái nữa, test thêm cái này là cái cuối cùng nha em, cái này là chúng ta hãy cùng nhau test thử coi là khi mà chúng ta bút cam thì cái gung trắng nó có mạnh hơn không nhé anh em. Rồi cái lần này sẽ là lần test cuối cùng, và mình sẽ nâng máu của mấy người lên là khoảng 20 triệu đi để chúng ta dễ dàng thấy được cái sự gọi là thay đổi của nó. Mình đang gọi là tăng máu lên thật là nhanh anh mà, mình đang click chuột thật là nhanh, chắc là tôi 15 triệu thôi là anh em đã thấy được cái sự rõ rệt rồi. Rồi 15 triệu, khoan đã, như là có cái con quái kia nó không biết nó ủi banh nhà chúng ta chưa nữa. Con này thì tốc độ chạy của nó là chỉ có, tức là mình nghĩ là cái con này nó chạy càng chậm thì chúng ta sẽ gây được càng nhiều sát thương đó anh em, tại vì nếu mà nó chạy nhanh quá chắc chúng ta sẽ không gây được nhiều sát thương đâu. Rồi bây giờ thì tăng máu lên khoảng, bây giờ là 15 triệu máu nha anh em, 15 triệu máu là chắc là tôi nghĩ là chúng ta có thể coi được cái lượng sát thương của cái gung trắng đó kỹ lưỡng đó anh em ạ. Rồi bây giờ hãy cùng gọi là vậy nếu nào mà chúng ta mà có con xì lô á thì nó sẽ gọi là hợp lý hơn đó anh em. Rồi thì thôi mình sẽ chỉnh là tốc độ là 3 này ha, cho nó gọi dễ dàng hơn. Mình sẽ spawn một con ra để cho nó chạy ở khoảng giữa giữa đi, rồi sau đó mình sẽ gọi là cho thằng em mình nó sử dụng tuyệt chiêu tuấn khỉ nha anh em, cũng đồng thời là mình sẽ boost dam cho cái con của mình luôn đó, để thử coi là cái rung chấn hồi nãy nó có mạnh hay không. Hồi nãy chúng ta rung chấn được với 3 triệu sát thương, còn bây giờ chúng ta hãy test thử coi là rung chấn được bao nhiêu sát thương nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ boost dam lên, rồi thằng em sử dụng tuyệt chiêu tuấn khỉ đi mày đó, để thằng em mình nó xài tuấn khỉ nha anh em. Rồi mình boost như boost bị lệch cái đó anh em, nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng sử dụng tuyệt chiêu đó. Ok mình sẽ bán cái con Eren này nha, tại vì nếu mình để con Eren lại á thì nó sẽ đam cái con kia anh em ạ. Mình chỉ muốn coi cái lượng sát thương của mà cái tuyệt chiêu gung trắng này thôi, mình sẽ bán cái con này nha anh em. Rồi con quái của chúng ta sở hữu là 1,9 triệu HP, và cái đàn Titan của chúng ta đang ủi lên khá là nhanh anh em. Mình biết là do mình tăng tốc độ chạy lên nên có thể là cái lượng đam nó hơi ít lợi, mà không sao anh em, nói chung là chúng ta cũng phải test thực chiến thử coi nó như thế nào anh em. Rồi cái lượng máu nó sẽ mất nhiều hơn khi mà anh em boost đam nha các bạn. Anh em có thấy được là cái lượng máu nó rút rất là kinh khủng anh em ạ. Rút lên đó là khoảng là 8 triệu HP anh em. Ui, vẫn còn rút nữa anh em. Wow, khoảng 10 triệu HP khi mà anh em gọi là khi mà anh em boost đam nó rút rất là nhiều máu anh em ạ. Rút khủng khiếp luôn các bạn.
Hồi nãy là 19 triệu HP nhưng mà bây giờ nó rút chỉ còn lại có 4 triệu táo. Ôi, còn rút nữa, vẫn còn rút nữa anh em ạ. Chết không? Chết luôn không? Ồ. Rút gần 28 triệu máu, rút rất là nhiều máu anh em, gần 20 triệu máu anh em ạ. Và cái tuyệt chiêu này nó sẽ gọi là càng quét rất là xa anh em. Anh em nào nói cái con này yếu thì mình xin phép mình đá cái lông mày lên chết bốc anh em nhé. Con này khá là mạnh đó anh em ạ. Nếu mà anh em có thấy là hồi nãy là cái lượng máu của con đó là hai mấy mười mấy triệu máu anh em, nhưng mà từ đầu tới cuối nó càng quét nó bị cái gung chấn anh em ạ, nó trừ máu rất là nhiều anh em ạ. Thì nếu mà anh em gọi là đi những cái kia nó có silo thì nó sẽ còn khác biệt nữa. Và cái con mình là hiện tại là chưa có silo hết em ạ, và nó mới cấp 1 thôi. Vậy nếu mà cái điều kiện mà gọi là mọi thứ đều thuận lợi con Eden hết thì mình nghĩ cái con này nó sẽ là một cái con đi meta này mà. Rồi thì mình sẽ cố gắng làm một cái video nó liên quan tới con Eden này sớm nhất có thể cho anh em. Mình sẽ up cái con này lên cái cấp độ cao thật là cao, cũng như là cho những thằng đệ nô lệ của mình nó mát boost cho anh em coi thử coi là con Eden này nó có gọi là mạnh mẽ cho mình PvP hay không nhé anh em. Cá nhân mình thì thấy được là cái con này nó có thể gọi ơi khoan, nãy giờ mình chưa có test thử là cái tuyết bay thử coi nó như nào nữa, quên nữa. Đâu, ở đây nó không có cái tuyết bay nữa, là đây, nó có cái dạng bay anh em. Sẵn đây chúng ta test luôn cái dạng bay anh em. Mình sẽ gọi là tua nó thật là nhanh nha anh em. Mình sẽ cho nó cái tốc độ là x10 nha anh em, để cho anh em coi thử coi là từ đầu tới cuối là nó như nào anh em ạ. Sẵn đây mình test luôn cái dạng cuối cùng này nha anh em. Rồi, spawn một hai con đi. Tốc độ của nó là x10 để cho anh em coi thử coi là rung chấn nó có đam hay không nhá. Rồi, sử dụng rung chấn đi. Ây da, mình đã mất mạng ngay ra đây, để mình up con Eren này lên max cấp. Rồi, con bay nó bay tới đầu ta. Bà mẹ nó. Rồi, sử dụng rung chấn. Ây da, ây da. Con bay nó bay nhanh quá, không biết cái animation này xong mình còn nhà hay không nữa anh em ạ. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Có mất máu không vậy? Chết mẹ không, mình chỉnh cái tốc độ x10 nó nhanh quá anh em. Ây da, nó nhanh quá anh em. Hình như là có anh em ạ. Hình như là có. À, hai cái con này cái máu nó trên lệch khá nhiều nè anh em. Vậy là chắc là có anh em. Bà mẹ mình chỉnh tốc độ x10 nó nhanh quá anh em. Rồi, thì nói chung là con Eden này mình đánh giá nó là một cái con mà nó có cái tuyệt chiêu rất là đáng sợ em ạ. Đó, nếu mà anh em gọi là có một cái điều kiện nào đó mà hợp lý thì anh em nên roll nó đi. Và ra mình thấy là cái con này cái nguyên liệu nó cũng khá là dễ em ạ. Anh em chỉ cần đi cái con Rai 2 là kiếm thêm 6 con Eden nữa thì anh em có thể có được cái con Eden 6 sao rồi. Thì anh em thấy con Eden 6 sao này như thế nào thì anh em nhớ để bình luận cho mình nhé. Thì mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.